Những người ngoài cuộc ấy thường hỏi mình câu hỏi kiểu như này này: tại sao mấy cái ông cờ bạc ngu nhỉ? Tại sao cái tiền đấy không để ăn, để chơi, để giúp đỡ gia đình, để mà đắp vào bản thân cho nó sướng, mà lại đâm vào chơi cờ bạc để rồi là bê tha, rồi là đêm hôm thức đêm thức hôm, rồi là nợ nần này kia ấy. Thì đến cái lúc mà lao vào cuộc chơi thời mới hiểu được, tức là những cái ông cờ bạc ấy phải đến bao giờ phải thua tha, phải nợ nần, phải cắm cố, phải tán ra bài sản, không vay mượn được đâu nữa, đến lúc đấy mới nghỉ chơi cờ bạc. Lúc đấy thì bảo là ôi ơi, bây giờ là bỏ cờ bạc hẳn rồi, nhưng mà thực chất nó không phải bỏ cờ bạc, mà lúc này là cờ bạc bỏ mình, chứ không phải mình bỏ cờ bạc nữa. Thì mẹ ông không có tiền thì ai cho các ông chơi, đúng không ạ? Ông có tiền thì người ta thăm đón mời ông chơi, ông không có tiền rồi thì chẳng ai cho ông chơi cả. Cho nên đến lúc đấy là cờ bạc đã bỏ các ông rồi. Còn đấy, cái tâm lý chung của những người chơi cờ bạc ấy, thì lúc thắng ấy, không bao giờ nghỉ, lúc thắng thì muốn thắng tiếp, còn lúc thua ấy thì lại bắt buộc phải gỡ. Cái lúc đầu ấy thì ai cũng nghĩ là thôi cầm mấy triệu này vào chơi vui, chơi giải trí, được thì là cái tốt, không được thì nó cũng chẳng sao. Thì là đến lúc mà được thì mấy hôm đầu ấy được ăn ra khoảng tầm một vài chục thì nghĩ là ngon, thế là hôm sau lại chơi tiếp, thì chơi tiếp thì nó lại thua. Thì đến lúc thua cái thì là trong đầu suy nghĩ tại sao mình lại thua nhỉ. Thì lúc này trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ là bây giờ lấy thêm tiền để về gỡ lại số tiền đấy. Thì đến lúc mà có cái 10 triệu ấy thua rồi thì lại lấy tiền về gỡ, nhưng mà gỡ nó lại thua tiếp. Trong đầu lúc này chỉ muốn là gỡ nhanh. Tâm lý của những người mà đã thua rồi ấy, thì nó rất là vội. Thua khoảng tầm 20 triệu rồi thì không thể là bây giờ là bỏ 20 triệu ra để gỡ 20 triệu, sợ lâu, đánh chậm nó lâu. Thế là muốn là nộp 40 triệu, 50 triệu vào đánh to to thì để gỡ cho nó nhanh. Tâm lý của những người mà thua ấy là hay có cái tâm lý gọi là tâm lý vội. Thành ra là nó mới thua sâu. Đến khi mà nó thua đến tầm 40-50 triệu rồi, tự nhiên là ngoảnh đầu nhìn lại, ô, tự dưng mình đang yên đang lành mà sao lại mất tiền như này. Là bắt đầu là đi vay, đi mượn, đi cắm xe, cắm cọ này kia là để về mà gỡ cái số tiền đấy. Đến khi mà lao vào cuộc chơi, đến lúc mà nó tạo vào trong một cái vòng xoáy ấy mà không thể rút ra được. Và đến khi mà các bạn phải đi mượn chỗ này, mượn chỗ kia, đến lúc mà không ai tin tưởng mình nữa, không ai cho mình mượn nữa, người ta cảm thấy là mình hết lực rồi, thì lúc đấy là không vay mượn được ai, thì lúc đấy mới nghỉ. Chứ còn mà mình đang chơi mà đang được ấy, thì không bao giờ nghỉ. Lý do thua là vì là các ông được, các ông không nghỉ, đúng không? Mà lúc thua thì ông lại đâm sâu hơn. Thành ra đấy, cái thằng làm cái hoặc là cái thằng gọi là chủ nhà ấy, nó luôn luôn, nó vốn nó có thiếu đâu. Các ông kể cả nó đua xanh chín với các ông thì các ông đã thua con mẹ rồi. Chưa kể là nó mỗi trận đánh nó sẽ thu hồ, thu phế. Các ông đã thua cái tiền đấy rồi. Mưa dầm thì thấm lâu, các ông đã thua cái tiền phế đó là nhiều rồi. Còn ví dụ như các ông mà đỏ một vài hôm đi thì thằng chủ sới nó sẽ tìm cách để mà tiêu diệt các ông ngay, chứ không thể là để các ông tự nhiên là ông đến nhà người ta mà ông lấy tiền về được, không có chuyện như vậy. Nó tạo ra sân chơi, tạo ra cuộc chơi này rồi, không thể là để bọn mày đến nhà tao để lấy tiền về được. Nó phải là cho mày ăn một hai hôm thì được, đúng không? Nếu mà hai hôm đấy nó là xanh chín mà nó mày ăn nhiều hơn so với số tiền mà nó cắt phế thu hồ ấy thì nó phải tìm cách mà để lấy lại. Và thằng chủ nhà thì nó có đầy đủ các cái điều kiện để mà đưa bọn mày vào thế, dê bọn mày vào bệ. Đơn giản nhất là bọn mày đến nhà người ta chơi sóc đĩa, đúng không? Thì sân chơi người ta tổ chức rồi, bọn mày chơi ở trong cái phòng nhà người ta. Người ta có thể lắp đặt tất cả những cái thiết bị xung quanh tường, rồi là dưới đất, rồi là trên nền nhà, hay là các thiết bị người ta bố trí phòng bên cạnh để người ta làm kỹ thuật. Thì cái đấy là người ta chủ động được hết. Thì mình không thể mà nắm bắt được tất cả những cái mà người ta bố trí. Có thể là ông biết là về bắt hình, người ta úp bắt hình vào rồi thì các ông sẽ là phá bắt hình. Thế nhưng mà nó lại đưa bằng bệ vào, đúng không? Thì ông kiểm tra bát, kiểm tra đĩa thoải mái. Các ông bảo là bây giờ đưa bệ vào thì tao phải là đánh không phải là một thằng đưa quân vào, mà là nhiều thằng đưa quân. Thì xin thưa với các ông ấy, bây giờ nó bố trí, một là nó là thằng chủ nhà thì nó được góp hai vị chẳng hạn, đúng không? Nó bố trí một thằng nữa là thằng ấy đánh rất là to, các ông có thể là bỏ ra 30 triệu, 50 triệu,
3 thằng hoặc là 5 thằng đi, 5 thằng mỗi thằng 30 triệu là 150. Nó bố trí một thằng có 150 thì cái thằng 150 này nó được quyền góp hai vị. Đúng chưa? Nó bỏ ra 150, một thằng bỏ ra 150 để ăn 5 thằng còn lại. Thì cái thằng 150 này này được quyền góp hai vị, chủ nhà góp hai vị. Thì mọi người thằng 150 này nó luôn luôn vào nhà là luôn luôn là đề phòng thằng chủ nhà này, nó tỏ cái thái độ như kiểu là bây giờ tao là cẩn thận, tao phải góp hai vị. Nhưng mà thực chất hai thằng này nó đã thông đồng với nhau rồi. Nó bỏ ra một số tiền lớn, nó chỉ ăn số tiền nhỏ còn lại thôi. Nó phải đầu tư, đúng chưa? Thì cái cờ bạc, trong cờ bạc nó là như vậy. Các ông khi mà nó tạo thành một cái trận địa như vậy thì các ông nghĩ là cờ bạc này nó là xanh chín rồi đấy, bát đĩa nó là đốt, nó là khò rồi. Thế nhưng mà đến khi mà hai thằng nó bố trí với nhau như vậy thì các ông không thể lường trước được. Và ngay kể cả khi nhá, nó đã đưa vào bệ rồi, các ông nghĩ bây giờ kể cả là đánh xong rồi thì mình kiểm tra quân cũng chẳng sao, kể cả là hai thằng đi mình vẫn đề phòng, vẫn kiểm tra. Thì xin thưa với các bố luôn, bây giờ có cái loại đồ ấy, quân vị không có cái gì kiểm tra được, các loại máy, các loại ống không kiểm tra được. Bệ này là bệ một tần duy nhất, chỉ có một tần số bắt được. Kể cả là các ông đưa rung vào, các ông thử cũng không rung, không gieo gì cả. Nam châm thử không hút, quân giống như quân bình thường, làm vào lá bài, làm vào báo thuốc, thì các ông không thể lường trước được. Đấy là về bệ. Còn về bát chẳng hạn thì các ông phải biết là nếu mà các ông đề phòng kiểu như là các ông thử rồi, các ông đốt rồi này kia thì xin thưa, đây là loại bát mà đánh trôi tất cả những thằng quái nhất và khó tính nhất. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như vào cuộc chơi ấy, người ta sẽ khò cái bát này hoặc là đốt cái bát này ấy, thì nói luôn là cái bát này là bát chống khò và nó chống được nước đấy. Khi mà đổ nước vào ấy thì nó vẫn là ok. Thì đấy là nó là cái đầu tiên. Cái điểm thứ hai ấy, nó là trong suốt như một cái chiếc bát mà anh em mua ngoài chợ về, khi mà người ta kiểm tra bằng cái đèn flash này này, đây thì nó là trong suốt như này đấy, nó sẽ soi xuyên thấu hết, cho nó không có cái điểm nào là gợn hay là lòi cái dây điện ra cả, nó trong veo như cái bát bình thường này, đây trong vắt luôn. Đấy là cái điểm thứ hai. Còn cái điểm thứ ba ấy, nó là cái bát mà nó lại khiển, tức là ví dụ như người ta sóc cái này này thì ấn vào đây nó cũng không soi, nhưng đến khi mà mình muốn soi ấy, thì mình sẽ dùng con khiển này để tạo quá trình là vào cuộc chơi cho người ta sóc mình không soi, con bát này nó sẽ không bị hao pin. Còn ví dụ như là mình muốn soi thì mình ấn cái màn hình này lên và mình ấn khiển này thì lúc này cái bát này nó mới soi này. Đây là tứ tử này, tứ tử đen này, mình sóc tiếp này. Tiếp theo một cái vấn đề nữa là cái bát này nó soi được quân đỏ và quân vàng. Đây là cái dòng bát cao cấp nhất để mà đánh ở các nước ngoài như là Nhật Bản, Hàn Quốc, người ta đánh bằng quân nhựa thì bát này nó soi được bởi vì nó là màu. Đây, sấp đôi này. Đấy. Mở ra này. Đây, đấy, sóc này. Sóc cái này nó không soi, nó không bao giờ nó soi. Nhưng khi nào mình muốn soi thì mình chỉ cần ấn vào đây bát này. Thì cái thằng bên ngoài nó sẽ nhìn thấy nó nét như này. Đây là cái dòng cao cấp, các bạn nhìn thấy chưa có con bát nào mà nó nét kiểu như này cả. Cho nên nhiều ông cứ nghĩ là bây giờ tao đốt bát đốt đĩa rồi, hoặc là tao kiểm tra quân kỹ rồi, nó không bịp được tao đâu, tao vẫn đánh. Nhưng mà thực chất nó không phải như vậy, nó vẫn cứ bịp các bạn bình thường. Thì anh em ấy muốn là không thua, muốn mà không vỡ nợ thì tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là chơi vui hay làm gì cả. Còn nếu mà ông nào mà nhìn thấy cái bát này ý định là mua về để bịp người khác thì mình xin thưa này, anh em hãy học cờ bạc gạo trước đi, sau đấy mới học bịp. Học làm cờ bạc gạo trước đi, tức là mình không có cảm giác về đồng tiền, thua mình không cay, mà thắng mình không chơi bời phá phách, thì lúc đấy mới nghĩ chuyện là đánh bạc. Chứ còn mà bây giờ mấy cái ông nhõi con là mẹ mày lúc thắng được tầm 5-7 triệu thì nghĩ là mình là bố thiên hạ rồi, tiền là tiêu như phá mã, nhưng đến lúc mà thua tí là cay gỡ, rồi là đánh to, rồi là đi vay đi mượn, đi cắm đi ký này kia ấy, thì cũng sớm hay muộn thôi cũng tan ra bài sản thôi các ông ạ.